Đồng bào nhìn thấy hình ảnh gì đây không? Khi mà thánh gióng chúng cháu ôm ảnh tượng thánh giá linh thiêng cầu nguyện. Cha trời Giêsu cho tỏ hiện ra những phép lạ này để cảnh báo nhân loại. Đồng bào thấy hình ảnh quỷ mãng xà sa xuống qua địa cầu hằng hà sa số và chúng biến thành quỷ sa tăng đi khắp mọi nơi để cám dỗ nhân loại và bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng. Đồng bào thấy quỷ mãng xà đó biến thành quỷ sa tăng và đứng ngay sau lưng thánh gióng và miệng quỷ mãng xà thì há ra. Điều này có nghĩa rằng là quỷ mãng xà ở khắp mọi nơi. Bởi vì thánh gióng là người thường, là con người cũng giống như đồng bào, thì bọn quỷ sa tăng chúng nó ở khắp mọi nơi. Chỗ nào có con người là có chúng nó. Và đây, hình ảnh đây, thấy khuôn mặt Chúa Giêsu vẫn còn đó. Mặt Chúa Giêsu đó, vẫn còn đó. Đồng bào thấy không? Và hình ảnh này, tức là hình ảnh này đây, khi mà làm đậm đây, đồng bào thấy nét quỷ hiện ra rõ ràng, hình rắn quỷ mãng xà đó, rõ ràng. Đây là thiên thần Lucifer phạm tội kiêu ngạo, bị cha trời thượng đế toàn năng đuổi ra khỏi thiên đàng. Chúng sa xuống quả đi cầu hằng hà sa số, chúng biến thành quỷ sa tăng. Hình mà màu xanh đậm đây là mình cũng quỷ sa tăng nè, hai con mắt đó nè, cái đầu lâu của nó nè, đây là cái miệng con quỷ mãng xà nè, cái hàm dưới nè, hàm trên nè, cái mình của con quỷ mãng xà nè. Chúng đi khắp mọi nơi để cám dỗ và bắt nhân loại làm nô lệ cho chúng. Và đồng bào biết là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Tàu Cộng đã bị bọn quỷ sa tăng bắt làm nô lệ lâu rồi. Và đây là cơ hội cuối cùng để cho họ sám hối, lập công chuộc tội. Cũng như đa số nhóm Việt Kiều cũng bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ rồi. Tối ngày lo đong đầy những túi tham không đáy. Chưa có làm bổn phận phụ giúp Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại làm việc. Thì đó là chứng tỏ đa số Việt Kiều đã bị bọn quỷ sa tăng bắt làm nô lệ rồi, cũng giống như bọn Cộng sản Tàu Cộng và Việt Cộng cũng đã bị quỷ sa tăng bắt làm nô lệ lâu rồi. Và bọn tư bản xanh, tư bản đỏ cũng thế thôi. Bọn tham sân si, giàu có hung dữ, ích kỷ kiêu ngạo thì chúng nó, những người đó cũng bị quỷ sa tăng bắt rồi. Đâu sung sướng gì đâu, chúng khổ lắm. Và nếu họ sám hối không kịp lúc thì họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng. Sau khi họ nhắm mắt lìa đời, linh hồn của họ sẽ bị nhốt chung với bọn quỷ sa tăng vô cùng kinh hoàng, khủng khiếp và khốc liệt. Đây là bọn quỷ sa tăng nè, rõ ràng lắm. Đồng bào thấy rõ chưa? Rõ rồi ha. Đó. Còn đây là linh hồn của những hồn chiến sĩ trận vong, khuôn mặt cái nét rõ ràng. Mà xây qua đây là một ông rồng phun lửa đẹp tuyệt vời mà mạnh dạn lắm. Đó. Còn mặt quỷ thì nó khác, mặt quỷ này nhìn thấy là thấy ghê chưa? Đó, mặt quỷ đó, mặt quỷ nè, rõ ràng chưa? Còn đây là đó, quỷ đó, cái đầu quỷ sa tăng nè, ngay sau lưng tôi đó. Còn đây là mình quỷ mãng xà nè, đó, rõ ràng đó. Vào trang website của chúng ta học hỏi rồi biết thêm, rồi cùng lúc làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi thông báo cho cả thế giới được biết gấp và nhất là ở Việt Nam cần được biết. Và đây là địa chỉ đi liên lạc với tôi. Những ai ước ao được lập công chuộc tội hoặc là lập công bội đức thì hãy mau mắn phụ giúp tôi có đầy đủ ngân sách để làm việc cho nhanh chóng giải phóng Việt Nam chúng ta gấp và đồng thời kêu gọi nhân loại mau mắn ăn năn sám hối gấp bởi vì tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đây là account của chúng ta. Đồng bào có thể chuyển ngân vào directly account của chúng ta. Và đây là trang website của chúng ta. Đồng bào có thể copy tất cả những hình ảnh phép lạ này trên trang website của chúng ta miễn phí. Và nhạc tĩnh tâm miễn phí. Thánh gióng chúng cháu thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần thông báo và cảnh báo vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Thánh gióng chúng cháu xin kính chào, tạm biệt. Một lần nữa, thánh gióng chúng cháu đại diện Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại. Hội đồng Cứu nguy Việt Nam và nhân loại lãnh đạo bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng cùng ông bà Tổ tiên Thánh Thần Việt Nam chúng ta và cùng hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong
đây anh hùng chiến sĩ trận vong hiện ra theo lệnh của cha trời Giê-xu rất rõ ràng để phù trợ thánh gióng làm việc. Lãnh đạo cứu nguy Việt Nam chúng ta gấp, và đồng bào có bổn phận đồng hành phụ giúp thánh gióng để giúp đồng bào chu toàn bổn phận của chính mình đối với đồng bào và dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta đã và đang mong chờ chúng ta bấy lâu nay. Chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Một lần nữa, thánh gióng chúng cháu thành thật cảm ơn toàn thể đồng bào đã theo dõi phần tường trình vô cùng quan trọng ngày hôm nay. Thánh gióng chúng cháu xin kính chào, tạm biệt.